Cái khu này khu để làm cái bạn chụp tấn. Ờ, kiểu tốt, hai cái là ở đây với bạn trường nhìn cổng. Trường nhìn cổng mà cái này kiểu ai em còn mua đồ quá anh nhé. Đông ha. Không chơi trò dậm dép nha. Ma c'è? Sao đưa tờ rơi không được nhận? Anh lấy được thì anh cứ lấy đi. Thế làm tướng quá rồi không chấp nhận cái gì. Nhưng mà anh biết ở Nhật nó bị một cái là gì không? Em để ý đấy nhá. Nhật tại sao đeo khẩu trang? Đeo rất nhiều lần. Đúng rồi. Cái mồm nó cực xấu luôn. Cái mồm nó xấu cực kỳ luôn. Cái mồm với cả cái răng của nó tệ lắm, nó không hiểu tại sao á. Cái màu răng của nó rất là xấu và cái răng của nó là cái sự sát xếp của răng em thấy xấu nữa. Không hiểu. Tại mà anh đập luôn không hiểu. Đây này, cái nào nghề đông này. Tí nữa là xe qua đây nha, vào đây ăn thử nha. À, nước với cả trà là em trả tiền hết rồi. Cứ mua, cứ ăn thôi. Cần mua tự trả tiền. Em bao phần thử rồi đúng không? Đúng rồi, cái phần thử là em bao hết rồi. Em cứ nói là thằng Tùng là được. Tùng. À, đúng rồi, cứ nói như là ok. Tùng, à. Ơi, ông đã ơi. Tới chùa. Anh đây quán nha. Ôi, anh đây quán tầm. Nhanh nháy tôi. Từ, đang cầm máy. Anh nhảy ra đi, anh nhảy ra. Anh vẫn còn đang ra máy nhỉ? Ra hết rồi. Ra máy đi thôi hả? Chéo cho hảo đó. Tao sát rồi, cho mày to đây, mày lại không lùi. Chờ đi, đi nha. Trang phục kimono của Nhật Bản. Và anh chụp cho kiểu ảnh cùng với cả các cháu nữ sinh. Rồi ok. Anh Tùng ơi. Này. Đi lên trên. 我知道